Sau nhiều tháng, kể từ khi các Decepticon thất bại ở cuối tập 3, bên cạnh con tàu tuần dương ở dưới đáy biển là một loạt căn cứ mới của Decepticon đã được mọc lên. Chuyển cảnh đến hành tinh Cybertron, ta được chứng kiến Shockwave đang cố gắng liên lạc với Megatron ở trái đất với thông báo là những nguồn năng lượng dự trữ của bọn họ trên hành tinh Cybertron đã gần như bị cạn kiệt, xong còn thông báo thêm về kế hoạch của cây cầu không gian mới mà anh ấy đang cho xây dựng. Quay trở lại trái đất thì máy quay cho ta tới một nhà máy điện mặt trời, và chính nơi đó cũng là mục tiêu năng lượng đầu tiên cần lấy của các Decepticon sau khi bọn họ thất thủ tại trái đất. Shockwave đã cử Laser Break ra hù dọa và đánh đuổi các công nhân đang làm việc ở đó, xong đồng thời thì các Decepticon cũng có mặt và đang thu hoạch năng lượng điện ở nhà máy mà bọn họ đã đánh chiếm được. Trong thành phố thì Spy và Jad đang đèo nhau đi dạo một cách vui vẻ thì đột nhiên họ lại ăn ngay phải quả đặc sản lúc 6 giờ chiều ở đường Nguyễn Trãi. Đó là tắc đường. Nguyên nhân dẫn đến tắc đường là do mất điện khiến các đèn báo giao thông cũng như các biển báo quảng cáo ở hai bên đường đều trong tình trạng không hoạt động. Nhận thấy điều chẳng lành, Jad đã phải vi phạm luật giao thông để quay xe như một dân tổ rồi trở về căn cứ của các Autobot báo cáo. Ở căn cứ Autobot thì siêu máy tính Telechan đã thông báo cho Optimus biết về tình trạng mất điện đang lan rộng trên khắp thành phố. Optimus đã nhờ Telechan cử vệ tinh Sky Spy đi khảo sát các nhà máy điện ở xung quanh. Và sau một hồi khảo sát thì vệ tinh Sky Spy đã đưa về thông tin của một nhà máy sản xuất điện mặt trời cung cấp đến 80% năng lượng điện của cả thành phố. Thì ngay lập tức sau đó, Optimus đã hóa Big Daddy để đứng hình mất 5 giây khi nhận ra qua màn hình người tình trăm năm Megatron vẫn còn sống. Xong thì ông ấy đã tập hợp một nhóm 6 thành viên bao gồm Iron Hide, Ratchet, Prowl, Clipjumper, Gears và Bumblebee để tiến tới nhà máy điện đó ngăn chặn các Decepticon đã ăn cắp năng lượng. Mặc dù áp đảo về mặt quân số, thế nhưng bên phía Autobot lại cho thấy bên mình chỉ toàn mấy ông cùi bắp, gáy thì to nhưng thực chiến thì chả ra cái gì cả. Nó thể hiện qua việc bọn họ đã để một mình Megatron lùa cho bị thương gần hết, và cuộc chiến chỉ tạm thời kết thúc khi mà Ironhide đã lao tới để đỡ đạn cho Optimus thoát khỏi phát súng chí mạng từ Megatron. Và sau chính tình huống đó thì các Decepticon cũng đã lấy đủ năng lượng mà họ cần, cho nên bọn họ đã rút lui và trở về căn cứ. Sau khi bị bắn tí tèo thì Ironhide đã được đưa về căn cứ cho Ratchet và Sparkler sửa chữa. Các Autobot biết rằng các Decepticon vẫn đang giữ rất nhiều khối năng lượng từ trước và còn đang ấp ủ một kế hoạch mang nó trở về hành tinh Cybertron. Thế nên Optimus đã cử Bumblebee và Spy đi trinh sát để tìm kiếm các dấu hiệu của Decepticon, đồng thời còn khám phá xem họ đang làm gì để đưa năng lượng về hành tinh Cybertron. Ở dưới một hẻm núi, hai người bọn họ đã tình cờ phát hiện ra vị trí đặt cầu không gian của Decepticon, và họ còn chứng kiến được thất bại đầu tiên của Decepticon trong việc thử nghiệm cầu không gian để vận chuyển một bãi đất về hành tinh Cybertron. Khi Bumblebee và Spy đã cố gắng để rời đi để báo cáo cho các Autobot về những gì họ đã nhìn thấy thì đen đủi thay, bọn họ đã bị các Decepticon phát hiện và bắt giữ. Megatron nghĩ rằng phải dịch chuyển cơ thể sống thì cây cầu mới hoạt động, cho nên Megatron đã quyết định sử dụng hai người bọn họ để làm thí nghiệm trên cây cầu thông qua một chiếc đầu con thoi. Khi các Decepticon đang cãi nhau về một sự cố hy hữu thì Bumblebee đã chuyển sang chế độ ô tô rồi lao thẳng ra ngoài để bỏ trốn. Shockwave đã cử Ravenger tóm được Spy lúc này đang chạy bộ. Mẹ đéo hiểu sao nó không trèo lên xe nhỉ? Tưởng rằng Bumblebee sẽ chạy thoát được khi anh ấy đã cắt đuôi được các Decepticon bằng việc chui vào một cái hang. Thế nhưng khi đang cố gắng trốn thoát bằng một lối khác thì Starscream đã phục sẵn ở lối thoát đó rồi mang anh ấy về cho các Decepticon. Khi quay trở về thì Starscream muốn xử luôn Bumblebee. Thế nhưng Megatron lại đuổi Starscream ra một chỗ khác rồi tẩy não Bumblebee bằng một cái vòi, xong thả anh ấy trở về với các Autobot để nói với bọn họ rằng Spy đã bị bắt lại để làm thí nghiệm cho dự án cầu không gian của bọn họ. Đồng thời, Bumblebee đã cho các Autobot một vị trí giả để dẫn bọn họ tới một cái hang là nơi các Decepticon đã phục kích sẵn để chôn vùi bọn họ. Các Autobot đã không một chút nghi ngờ rồi đưa quân tiến tới cái hang đó để combat. Xong đến lúc gần hạ gục được các Autobot thì Shockwave đã báo cáo với Megatron rằng cầu không gian đang được mở và cần người quay lại để hỗ trợ làm nhiệm vụ. Bất khả kháng thì Megatron đã ra lệnh cho Decepticon rút lui, nhưng trước khi đi thì Megatron đã chặn cửa hang lại để cho không một Autobot nào có thể ngăn chặn lại kế hoạch lần này của hắn. Sau trận chiến ở trong hang, Bumblebee đã bị thương đến độ lòi một số thứ ra ngoài, và cũng nhờ vết thương đó thì Ratchet đã phát hiện ra một số mạch chip nhớ của Bumblebee đã bị thay đổi, cho nên anh ấy đã sửa chữa lại nó, để rồi thì trí nhớ của Bumblebee cũng đã được phục hồi. Xong,
anh ấy đã cùng các Autobot thoát khỏi cái hang để rồi tiến tới vị trí thực sự của cây cầu không gian. Một lần nữa, các Autobot lại phải giao chiến với các Decepticon ở vị trí của cây cầu không gian. Khi các Decepticon đang đưa Spy vào một số hộp năng lượng mà bọn họ đã ăn cắp được để tiến vào bên trong cây cầu không gian bằng một chiếc tàu con thoi, thì các Autobot đã giải cứu thành công cho Spy, đồng thời làm con tàu không gian đó bị lật, khiến các khối năng lượng bị văng ra ngoài. Do tiếc của, Megatron đã tiến tới để nhặt những khối năng lượng đó, để rồi bị các Autobot bắn văng vào bên trong của cây cầu không gian, lúc này đang được active để trở về hành tinh Cybertron. Nhưng vệt sáng lóe lên trời, tạo ra một cổng dịch chuyển, và nó khiến Megatron bị hút vào bên trong. Tưởng rằng Megatron đã tèo, Starscream đã thông báo, từ giờ mình sẽ là tân thủ lĩnh mới, rồi cho phép các Decepticon rút lui. Kết thúc tập 4, ta được quay trở lại với hành tinh Cybertron, và được biết rằng phát minh của Shockwave đã thực sự thành công khi trước mặt anh ấy là thủ lĩnh Megatron đang bước ra khỏi cái cầu. Video đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký để mình có động lực làm những video mới hơn trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.